Cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Nghi vấn máy bay vận tải Iran bất ngờ cất cánh từ Crimea Nga gặp vấn đề lớn về tên lửa Lệnh phong tỏa của Putin bị phá vỡ Ukraine đã tìm ra cách đưa ngũ cốc qua Biển Đen Mặt trận Đông Bắc Ukraine căng như dây đàn Kupiansk sắp đánh lớn Ukraine tạo ra bước đột phá, quân Nga sụp đổ hai bên sườn ở mặt trận phía nam. Quân Nga hoảng sợ, Ukraine chỉ cần tiến thêm 10 đến 15 km nữa là đủ để cắt đứt hành lang đất liền Crimea. Và tất cả sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thiên Ý chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. nghi vấn máy bay vận tải Iran bất ngờ cất cánh từ Crimea Kính thưa quý vị, một máy bay vận tải nghi là của Iran đã cất cánh từ sân bay trên bán đảo Crimea trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về hợp tác quân sự giữa Iran và Nga. Radar dẫn thông tin từ trang web chuyên theo dõi chuyến bay Flyradar 24 cho biết một máy bay vận tải IL-76TD thuộc hãng Boya Air của Iran đã cất cánh từ sân bay trên bán đảo Crimea vào lúc 17 giờ 09 phút ngày 7 tháng 9. Dữ liệu chỉ ra, máy bay này cất cánh sau khoảng 2 giờ đáp xuống Crimea và bay về hướng đông nam, phía trên của biển đen. Hiện thì chưa rõ mục đích sự hiện diện của máy bay Iran ở Crimea là gì. Giới chức Nga và Iran chưa đưa ra bình luận. Sân bay Simferopol ở Crimea đã ngừng tiếp nhận các chuyến bay dân sự kể từ khi cuộc xâm lược Nga-Ukraine nổ ra cách đây hơn một năm. Crimea là bán đảo nằm ở phía nam Ukraine. Nga sắp nhập bán đảo này từ năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi. Crimea trở thành trung tâm tiếp viện quan trọng cho lực lượng Nga ở miền nam Ukraine kể từ khi Moscow xâm lược Ukraine. Quân đội Ukraine nhiều lần nói rằng lực lượng Nga ở Crimea sử dụng doanh trại huấn luyện Sauda để phóng các máy bay không người lái UAV Shahed do Iran sản xuất, nhắm vào mục tiêu tại Ukraine. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy huấn luyện viên quân sự Iran hỗ trợ quân đội Nga trong các vụ phóng UAV từ Crimea. Đến nay, cả Nga và Iran đều bác bỏ các cáo buộc cho rằng Tehran cung cấp UAV tự sát cho Moscow trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Trong một diễn biến liên quan khác, New York Times dẫn báo cáo của một nhóm nghiên cứu độc lập cuối tháng trước cho hay Nga có thể đã chế tạo bản sao UAV của Iran. Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga từ sau ngày 24 tháng 2 nhằm ngăn Moscow tiếp cận các thiết bị điện tử do nước ngoài sản xuất như là chất bán dẫn, máy tính, tia laser và thiết bị viễn thông. Tuy vậy, các biện pháp đó không ngăn được Nga mua sản phẩm từ thị trường toàn cầu. Nga gặp vấn đề lớn về tên lửa Một tổ chức nghiên cứu cho biết, Nga có thể gặp trở ngại trong việc bổ sung nguồn cung tên lửa của mình sau 18 tháng kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine do Tổng thống Vladimir Putin phát động. Viện nghiên cứu chiến tranh một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết trong phân tích mới nhất về cuộc xâm lược vào hôm thứ tư rằng cả nguồn tin Ukraine và nga đều báo cáo cơ sở công nghiệp quốc phòng của nga phải đối mặt với những thách thức ngày càng tăng trong việc thay thế các nguồn cung cấp cơ bản bên cạnh những thách thức đã biết trong việc xây dựng lại kho vũ khí chính xác của mình thưa quý vị đại diện cơ quan tình báo quân sự Ukraine gọi tắt là GUR Andriy Yusup cũng cho biết tình hình vào hôm thứ Tư rằng Nga chỉ có thể sản xuất hàng chục tên lửa hành trình Calip và số lượng nhỏ hơn tên lửa Iskander mỗi tháng. Điều này sẽ không cho phép Nga bổ sung kho dự trữ trước năm 2022. ISW lưu ý, đánh giá này được đưa ra 4 tháng sau cuộc phản công của Ukraine để đòi lại lãnh thổ của mình. Với các cuộc đồng độ đặc biệt nặng nề diễn ra dọc theo chiến tuyến ở khu vực Donetsk và Zabrychia, Bất chấp những gợi ý cho rằng kho dự trữ của Nga đang cạn kiệt, Moscow vẫn tiếp tục tấn công Ukraine bằng các cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn. Vào chiều thứ tư theo giờ địa phương, Nga đã tiến hành cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào mục tiêu dân sự của Ukraine kể từ tháng Giêng, một khu phố chợ sầm uất ở tỉnh Kostya-Tinipka, vùng Donetsk phía đông Ukraine đã bị tấn công, khiến ít nhất là 17 người dân thiệt mạng, trong đó có một trẻ em. Tháng trước, Bloomberg đưa tin rằng một tên lửa Nga chưa được sản xuất gần đây đã được lực lượng Kiev thu hồi từ tỉnh Sumy phía bắc Ukraine vào tháng 6 cho thấy kho vũ khí tiên tiến của Moscow bao gồm cả tên lửa dẫn đường chính xác và tên lửa đang sắp cạn kiệt. Các bức ảnh The Stay Watch, một tổ chức phi chính phủ của Ukraine và Bloomberg phân tích cho thấy rằng tên lửa này đã được sản xuất chỉ vài tuần trước khi nó được bắn. Điều này là bất thường vì tên lửa thường cần vài tháng thử nghiệm trước khi được đưa vào sử dụng ở tiền tuyến. Newsweek đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga qua email để yêu cầu bình luận. Những số liệu công khai cho thấy Nga đã mất một số tên lửa hành trình kể từ khi Putin xâm chiếm Ukraine hơn 18 tháng trước. Dữ liệu do Bộ Tổng tham mưu Ukraine công bố vào hôm thứ Năm cho thấy tổng số tên lửa hành trình Nga bị phá hủy kể từ khi chiến tranh bắt đầu là 1.455, với 22 tên lửa bị phá hủy trong 24 giờ qua. Các nguồn độc lập đưa ra những con số bảo thủ hơn Kiev và Nga không công bố số liệu tổn thất quân sự của mình. Bộ Quốc phòng Nga vào hồi tháng 12 năm 2022 cho biết nước này sẽ không bao giờ hết tên lửa hành trình Kalib. lệnh phong tỏa của Putin bị phá vỡ, Ukraine đã tìm ra cách đưa ngũ cốc qua Biển Đen. Việc tăng cường hợp tác giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga không ảnh hưởng đến quan hệ Kiev-Ankara. Đại sứ Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Vasily Bona, đã đưa ra ý kiến trên vào ngày 7 tháng 9 khi phát biểu qua liên kết video tại cuộc họp báo về chủ đề cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Erdogan, kết quả và giải pháp cho Ukraine tại Trung tâm Truyền thông Ukraine ở thủ đô Kiev nhà ngoại giao chỉ ra rằng trong trường hợp này, chúng tôi đã xây dựng đường đi hoặc hướng quan hệ của riêng mình cũng như các ưu tiên mà Ukraine đã xác định ở cấp độ song phương không giao thoa bất kỳ cách nào với những gì tồn tại giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, ông Botna mô tả mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Nga là sự đối đầu và tương tác cân bằng, đồng thời và khuyên các nhà báo Ukraine khi đánh giá, Trước hết nên tiến hành vì lợi ích của Ukraine, chứ không nên dựa vào lời kể của người nước ngoài từ các thế lực thứ ba. Ngoài ra, ông Botna cho biết Kiev đã gửi tới Ankara đề xuất nối lại công việc của hành lang ngũ cốc mà không có sự tham gia của Moscow. Tuy nhiên, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa đưa ra câu trả lời, chính xác là chưa có xác nhận cuối cùng hơn nữa thỏa thuận này rất quan trọng đối với thổ nhĩ kỳ vì chúng ta đang nói về sự tăng trưởng của nền kinh tế nước này cũng như ảnh hưởng trên toàn thế giới chứ không chỉ ở khu vực xung quanh ông botna giải thích rằng thổ nhĩ kỳ đang cố gắng cân bằng giữa một bên là lợi ích của ukraine và phương tây và mặt khác là lợi ích của nga nhà ngoại giao nói thêm rằng hiện tại không có hạn chế nào đối với các tàu buôn đi qua lãnh hải rumani bulgaria và thổ nhĩ kỳ và điều này phải được tận dụng bởi vì nga sẽ không thể tiếp cận chúng ở vị trí đó theo ghi nhận các tàu chợ ngũ cốc đã di chuyển qua tuyến đường này dọc theo bờ biển của những quốc gia biển đen nói trên và qua hai eo biển bosporus và dana neles mà không gặp trở ngại nào nhà ngoại giao giải thích với việc các tàu đã đi qua lãnh hải Trumani, bulgaria thổ nhĩ kỳ và vượt qua eo biển mà không bị hạn chế nên đây thực sự là một cách hợp lý. Mặt trận Đông Bắc Ukraine căng như dây đàn, Kobyan sắp đánh lớn. Giữa lúc quân Nga tập trung trút khỏa lực vào thành phố chiến lược Kobyan ở mặt trận phía Đông Bắc, một trung đội thiết giáp Ukraine ẩn mình dưới lớp ngụy trang và những tán lá cây chia sẻ ký ức về các trận chiến xe tăng dữ dội năm ngoái từng thử thách ý chí và kỹ năng của họ. Lexy tiết lộ, theo Washington Post, cuộc chiến bây giờ đã khác. Một chỉ huy Ukraine 26 tuổi có biệt hiệu Lexy cho biết, đối phương ở xa hơn, thay vì tấn công dồn dập như trước đây, hiện quân Nga áp dụng chiến thuật đánh thăm dò các điểm yếu của Ukraine. Điều này buộc quân Ukraine phải sử dụng xe tăng cũng như pháo để bắn vào các mục tiêu được lính trinh sát xác định. Ở phía nam, quân đội Ukraine đang tiến hành một cuộc phản công khốc liệt chiến đấu để giành lại từng mét lãnh thổ bị lực lượng Nga kiểm soát và đang cố thủ trong các vị trí phòng thủ. Tuy nhiên ở mặt trận Đông Bắc, nhiều người đặt ra câu hỏi không rõ liệu Nga thực sự đang cố gắng tiến lên và giành lại Kupyansk hay chỉ đang cố gắng dàn mỏng lực lượng Ukraine và làm chệch hướng các nguồn lực của nước này để họ không thể phản công. Theo Washington Post, trong những tuần gần đây, Nga đã đạt được những thành tựu khiêm tốn nhưng đẫm máu ở Kupyansk, khiến tư lệnh hàng đầu của Ukraine ở phía đông đã kêu gọi tiếp viện cho mặt trận này. Giữa vòng lẫn quẩn, dường như vô nghĩa của cuộc chiến này, các quan chức và các nhà phân tích đang cố suy đoán về các mục tiêu của Moscow trong khu vực và liệu điều đó có hợp lý hay là không. Đầu tiên, theo Washington Post, mục tiêu chiếm giữ Kupian sẽ rất khó khăn. Thành phố này chỉ cách biên giới Nga 40 km, bị sông Oskil chia cắt và việc vượt qua nó có thể đẩy lực lượng Nga vào thế bị tấn công trực tiếp. Trong trường hợp vượt sông thành công, lực lượng Nga lại vấp phải nguy cơ không có đường rút lui nếu cuộc tấn công của họ bị quân đội Ukraine chặn đứng. Các quan chức Ukraine cho biết, Moscow đang cố gắng giành quyền kiểm soát Kupian, một thành phố nhỏ có nhiều đường bộ và đường sắt chiến lược, bao gồm cả tuyến đường sắt đến biên giới Nga. Kupian nằm ở Kharkov, lực lượng Nga đã kiểm soát thành phố này trong 6 tháng vào năm ngoái, trước khi Ukraine giành lại nó khoảng một năm trước. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cảnh báo, người Nga không từ bỏ mục tiêu tiến theo hướng này, cũng như hướng Liman, vì vậy họ ngày càng tập hợp lại, thay thế lực lượng và chuẩn bị cho các trận chiến. Bà Malia cho biết lực lượng Nga đã thực hiện nhiều cuộc tấn công mỗi ngày và thường xuyên pháo kích vào các vị trí của Ukraine dù vậy các cuộc tấn công hiện đã giảm phần nào so với hai tuần trước. Thường dân đã bị thương và thiệt mạng trong các cuộc tấn công liên tục vào Kupian, Ukraine cho biết. Do vậy, các quan chức Ukraine đã ra lệnh sơ tán bắt buộc. Mặc dù tính đến ngày 30 tháng 8, chỉ có 1.400 người thực hiện việc này. Khoảng 11.000 người được cho là vẫn còn sống trong khu vực. Theo Washington Post, kịch bản rất tiềm năng ở Kupian là hai bên lâm vào thế bế tắc không bên nào sẵn sàng hoặc có thể đạt được những tiến bộ đáng kể khi hai bên hiện hoàn toàn không giao tranh trực tiếp mà chỉ dùng hỏa lực từ xa để tấn công lẫn nhau. Sự tiếp xúc gián tiếp đối với đối phương này khiến các binh sĩ Ukraine tỏ ra bức bối. Lịch sử nói từ cửa sập chiếc T-72 của mình, hầu hết chúng tôi thậm chí không biết mình đang bắn vào cái gì. Ukraine tạo bước đột phá, quân Nga sụp đổ hai bên sườn ở mặt trận phía Nam. Các lực lượng vũ trang Ukraine đang mở rộng phạm vi xâm phạm mặt trận phía Nam. Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh báo cáo rằng, quân phòng thủ Ukraine đã chặn được lực lượng của sư đoàn dù số 7 ở phía tây của vùng Zaporizhia và bộ binh của lực lượng vũ trang Ukraine đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Nga và răng rồng của họ về phía tây Phước bóp vị trí nào có thể thâm nhập vào không gian hoạt động và cách hành lang đất liền tới Crimea. Các nhà báo của Charter 97.org đã gửi câu hỏi tới chuyên gia quân sự Ukraine Alexander Musiyenko, người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Quân sự và Pháp lý. Ông nói, chắc chắn họ sẽ vượt qua được. Nó chắc chắn sẽ xảy ra. Việc giải phóng Robotin, cuộc tấn công vào Verbov và hơn thế nữa, đây là một cuộc tìm kiếm sâu hơn về những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của nga tôi chắc chắn rằng sẽ có những điểm yếu theo hướng này ông musiyenko nói tiếp tôi muốn thu hút sự chú ý đến việc quân nga đã không kháng cự được mà giành được chỗ đứng ở hai bên sườn họ đã bị mất hai bên sườn quân ukraine đang mở rộng chỗ đứng và có nguy cơ đột phá ở đó đồng thời điều thú vị là ngoài thực tế là các nỗ lực chính tập trung vào hướng melitopol các hoạt động khá tích cực vẫn tiếp tục theo hướng Berdyansk và những hướng khác, nghĩa là quân đội Ukraine đang thực hiện một nhiệm vụ phức tạp. Một mặt, họ đang xuyên thủng tuyến phòng thủ. Mặt khác, họ đang mở rộng chỗ đứng để chặn đứng một số quân Nga. Một hoạt động tấn công phức tạp đang được tiến hành. Tất nhiên, không phải mọi thứ đều nhanh chóng và đơn giản như vẻ ngoài của nó. Nhưng tuy nhiên tôi nghĩ rằng theo thời gian, mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc đột phá thành công tuyến phòng thủ thứ hai của Nga. Liệu Ukraine có thể xuyên thủng được tuyến phòng thủ thứ ba của Nga hay không? Chuyên gia Musyenko cho biết, tuyến phòng thủ thứ ba của Nga sẽ được Ukraine sớm tiếp cận. Bạn thấy đó, bây giờ người Nga đang ném mọi thứ họ có vào đó. Họ đã tái triển khai lữ đoàn pháo binh số 74 từ Crimea cách đây vài ngày và Nga hiện đang chiến đấu hết khả năng của mình. Nga vẫn có chúng, nhưng không phải là một giới hạn. Tôi nghĩ rằng tuyến thứ ba sẽ kết thúc trong một cuộc tháo chạy của người Nga về Crimea. Quân Nga hoảng sợ, Ukraine chỉ cần tiến thêm 10 đến 15 km nữa là đủ để cắt đứt hành lang đất liền Crimea. Việc giải phóng Melitopol không phải là điều kiện tiên quyết để cắt khẩu phương Nga thành hai khu vực riêng biệt. Quân Ukraine sẽ chỉ phải tiến thêm từ 10 cho đến 15 km nữa để cắt đứt hậu cần của Nga ở miền nam Ukraine bị chiếm đóng và phá vỡ hành lang trên bộ tới Crimea. ABC News đưa tin, trong khi đó tiến sĩ Chan Korberg, một thành viên cao cấp tại Trung tâm Phân tích Chính sách châu Âu đã bình luận về các sự kiện này. Ông nói rằng quân đội Ukraine đang dần tiếp cận các tuyến hậu cần quan trọng của quân chiếm đóng ở miền Nam, bất chấp mọi khó khăn. Chuyên gia tin rằng nếu lực lượng vũ trang tiếp tục tiến về phía trước, điều này sẽ bắt đầu ảnh hưởng đến việc cung cấp Crimea bị chiếm đóng. Theo ông, nếu lực lượng Ukraine có thể tiến thêm 10 đến 15 km về phía nam ngôi làng Robotin, vốn đã bị chiếm đóng ở Zabrychia, điều này có thể đủ để làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Nga. Ông nói, bạn thực sự không cần phải đến tận Melitopol để có tác động đáng kể đến các lựa chọn của Nga. Bạn không cần phải đến bờ biển Azov trước khi hậu cần bắt đầu sụp đổ ở phía Nga. Ông lưu ý rằng phần lớn các hoạt động hậu cần của Nga không dựa vào vận tải quân sự, mà thay vào đó dựa vào các hàng vận tải thông thường. Các công ty tư nhân có công suất trên mỗi xe tải cao hơn nhiều. Tiến sĩ Charles Colbert nói, nếu họ bị đe dọa bởi các loạt pháo kích đang diễn ra trên đường cao tốc và trạm kiểm soát, bộ phận dân sự trừ khi bị buộc phải hợp tác thì sẽ bắt đầu rút lui. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews gmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp